Đây là đỉnh xuất phát của đội tuyển U23 Thái Lan trong trận cầu vô cùng quan trọng của họ ở chiến dịch vòng bảng. Còn đây là đỉnh xuất phát của đội tuyển U23 Malaysia. Một góc quay rất đẹp cho thấy toàn cảnh của sân vận động Thiên Trường. Đây là trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay, ông Kabirov Nasrulo, người Tajikistan. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu trong khuôn khổ bảng B lượt trận đầu tiên giữa hai đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Malaysia đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội tuyển U23 Thái Lan ra sân trong bộ trang phục màu xanh, sẽ chiến giữ thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đường phát động tấn công khá tốt của thủ môn Bin Afghani. Đây là trận đấu đáng chú ý nhất của bảng B giữa hai đội bóng mạnh. Ngày hôm qua thì người ta đã được chứng kiến trận đấu giữa U23 Việt Nam, đội chủ nhà, và U23 Indonesia với thắng lợi thuộc về đội bóng của chúng ta. Và bây giờ sẽ là lúc để theo dõi những đối thủ của mình thi đấu như thế nào. Áp sát khá nhanh. Cách mà U23 Malaysia nhập cuộc ở những phút đầu tiên là tương đối hứng khởi. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm có trọng tài chính ông Kabirov Nasrulo, trợ lý 1 là ông Karev Vafo, trợ lý 2 là ông Nguyễn Trung Hậu, và trọng tài thứ 4 là ông Ngô Duy Lân. Ông Manu Polking, như đã nói, được lựa chọn để dẫn dắt U23 Thái Lan với một mục tiêu cao cho giải đấu lần này. Họ đã bị loại tại vòng bảng ở SEA Games 2019. Và bây giờ là lúc cần phải chứng tỏ vị thế ở trên bình diện bóng đá Đông Nam Á. Trên sân thì một cầu thủ của U23 Malaysia đang gặp vấn đề, đó là Hakim Bin Mamat. Tình huống va chạm ở ngay những phút đầu tiên, ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Động tác tiếp đất sau khi tranh chấp của Bin Mamat là không thực sự tốt, và có lẽ là anh đang gặp vấn đề với cổ chân của mình. Đội xuất phát của U23 Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn mang áo số 1 Kawin, các cầu thủ số 4 Jonathan Kemdi, số 7 Ekanit, số 9 Patrick Gustafsson, số 10 Woracic, số 14 Jakip Palapon, số 15 Jaturapat, số 16 Chonapat, số 17 Benjamin James David, số 18 Wiathep và số 19 là Chaya Pipat. Huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan đó là Manu Polking. Malaysia đang chơi với một đội hình được dâng rất cao, và họ pressing ngay từ bên phía phần sân đối phương. Pha xử lý không thực sự thành công vừa rồi là của Jakip Palapon. Như vậy là Bin Mamat đã có thể quay trở lại với trận đấu này. Với việc đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan, chúng ta có thể thấy các cầu thủ U23 Malaysia họ chơi rất tự tin, và việc dâng cao đội hình để pressing ngay bên phần sân của đội tuyển U23 Thái Lan đã có cơ sở của huấn luyện viên John Manuri sau khi sẽ có những thử nghiệm về mặt chiến thuật. Và đây là đội hình xuất phát của bên phía đội tuyển U23 Malaysia. Đứng trong khung thành là thủ môn số 1 Bin Afghani, cầu thủ số 4 đó là Bin Rusmini, và cầu thủ số 5 đó là Adam Apka, số 6 đó là Azmi Marat, số 7 đó là Bin Mahadi đeo băng đội trưởng, và số 8 đó là Bin Nikmat, số 10 Samsudin, số 12 Bin Mamat, số 14 Mohat Mokalili, số 16 Bin Basa, và số 19 đó là Ahmad Afri. Vừa rồi là tình huống nguy hiểm của các cầu thủ Thái Lan. Đó là một pha bóng mà thủ môn Bin Afghani xử lý có phần hơi chậm. Xét về mặt tương quan lực lượng thì U23 Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Bởi như đã nói thì nhìn vào đội hình của Malaysia và quá trình chuẩn bị của họ là hết sức hạn hữu về mặt thông tin. Đây là được tấn công của U23 Malaysia sau một sai lầm ở vùng giữa sân của các cầu thủ Thái Lan. Một tình huống 3-3, nhưng đáng tiếc là ba bóng áo vàng vừa rồi đã phối hợp với nhau không tốt. Và tiếp tục là một tình huống pressing hay của U23 Malaysia. U23 Thái Lan đang gặp khó trong việc triển khai bóng lên phía trên.
mà U23 Malaysia đang nhập cuộc ở trong trận đấu ngày hôm nay cho thấy là họ hết sức tự tin. Mặc dù đang phải đối mặt với đội bóng được coi là mạnh nhất của bảng B. Đó là những diễn biến giúp cho chúng ta chờ đợi nhiều hơn. Thời tiết tại sân vận động Thiên Trường vào lúc này nhiệt độ khoảng 26 độ C. Trong ngày hôm nay thì các trận đấu sẽ diễn ra trong một điều kiện thời tiết tương đối tốt. Cách mà Malaysia chơi pressing với U23 Thái Lan đang được thực hiện một cách tương đối nhuần nhuyễn, nhưng họ thì chưa biết cách để tận dụng được cơ hội sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng. Các cổ động viên của U23 Thái Lan, cả hai đội bóng đều mong chờ vào những điểm số đầu tiên cho chiến dịch vòng bảng, và có lẽ là một thắng lợi sẽ giúp cho đội bóng thắng trận trong ngày hôm nay có được một vị thế rất tốt trong cuộc chạy đua. Ở bảng B thì ở trận đấu đầu tiên đã được chứng kiến 4 bàn thắng được ghi, trong đó có bàn san bằng tỷ số của U23 Singapore ở những phút cuối cùng. Trận đấu mà U23 Lào như được thi đấu trên sân nhà thì các cổ động viên đã cổ vũ vô cùng nhiệt tình dành cho họ. Bắt bài rất hay của trung vệ U23 Malaysia, đó là pha xử lý của Adam Aka, không hề có lỗi việt vị. Hơi rườm rà một chút. Một pha di chuyển hay của Binbasa, nhưng chậm một chút thôi là đủ để cho các hậu vệ của U23 Thái Lan có được thời gian để ổn định đội hình. Những phương án tấn công của đội tuyển U23 Malaysia là khá tốt, và những tình huống pressing đã gây khó khăn cho đội tuyển U23 Thái Lan. Nhưng chất lượng những đường chuyền cuối cùng của đội tuyển U23 Malaysia cần phải cải thiện hơn. Cũng giống như đội tuyển U23 Thái Lan tại Philippines SEA Games 30 thì các cầu thủ U23 Malaysia cũng không vượt qua được vòng bảng khi họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ tư. Trong những năm gần đây thì bóng đá trẻ Thái Lan và bóng đá trẻ Malaysia đã không đem lại những thành công. Khi các cầu thủ trẻ Thái Lan đã thi đấu không thành công ở những giải đấu vừa qua, đó là U23 Đông Nam Á tổ chức vừa qua và giải trẻ tại Dubai Cup. Khi bước vào giải đấu SEA Games lần này thì huấn luyện viên Bôn Kinh và bà trưởng đoàn Madam Bang gặp rất nhiều khó khăn và có những cạnh tranh quyết liệt giữa lợi ích của đội tuyển quốc gia và đội tuyển cấp câu lạc bộ. Nhưng cho đến thời điểm này thì chúng ta có thể thấy đó là pha đánh đầu nguy hiểm của cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Thái Lan, đó là Patrick Gustafsson. Một pha đánh đầu trong tư thế rất thuận lợi, không có cầu thủ của U23 Malaysia theo kèm. Đó là phương án tấn công biển của các cầu thủ U23 Thái Lan, và đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà U23 Thái Lan tạo được về phía U23 Malaysia. Đúng nghĩa với một trận cầu quan trọng của bảng B, trận đấu ra quân của cả hai đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Malaysia, mọi thứ đang diễn ra tương đối cân bằng. Với việc U23 Malaysia chơi pressing cao thì ở những phút thi đấu vừa qua, đội bóng của Manu Pulking đã phải sử dụng những đường truyền dài vượt tuyến tương đối nhiều, và đó là một giải pháp không mấy hiệu quả. Malaysia đang tranh chấp quyết liệt những giải pháp để thoát khỏi sức ép từ phía đội bóng áo xanh là chưa thực sự tốt. Đây là một gọi tiềm tàng dành cho và xử lý khá hay. Chân trái, không vào. Đó là Ekanit Pania. Một đợt lên bóng có nét của U23 Thái Lan.
Nhịp ngoặt bóng đầu tiên tưởng chừng như đã khiến cho cơ hội trôi qua, nhưng sau đó thì Ekanit tiếp tục có một pha xử lý mang lại cơ hội cho mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dứt điểm vừa rồi. U23 Thái Lan trong vòng 3 phút đã có được hai cơ hội nguy hiểm về khung thành của thủ môn Bin Amkani. 10 phút thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Quả đá phạt sẽ được hiện bởi Wuracic. Tiếp tục là một tiếng bóng bổng. Jonathan Kennedy, trung vệ của U23 Thái Lan vừa rồi, là người đã có cú chạm bóng cuối cùng. Chiều cao giúp cho anh có được lợi thế trong tiếng tranh chấp này. Vừa rồi là pha đánh đầu của trung vệ Jonathan Kennedy, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ OB của Đan Mạch. Đó là những sự bổ sung của đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games lần này. Đó là sự bổ sung đáng kể nơi hàng phòng ngự. Ở những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ U23 Thái Lan tấn công rất mạnh bên phía hành lang cánh phải, nơi có mặt của Ekanip Panya. Vừa rồi là những tình huống mà các thủ U23 Thái Lan đã pressing tốt. Không biết anh Long đánh giá ra sao, nhưng theo tôi ở khu giữa sân, cự ly của các cầu thủ Malaysia thì họ gây sức ép với đối thủ là rất tốt. Trong phạm vi khoảng 30 mét vuông có tới 4 bóng áo vàng và họ có được sự di chuyển, hỗ trợ và tranh chấp cùng với nhau, làm khó được tuyển U23 Thái Lan. Đó lại là một đường chuyền sai, lại là 3-3 đội dành cho U23 Malaysia. Đúng là chất lượng những đường chuyền cuối cùng của U23 Malaysia cần phải được cải thiện. Họ có ít nhất là 3 cơ hội như ở tình huống vừa rồi, khi mà các trung vệ của U23 Thái Lan có những đường chuyền sai. Ekanit, cơ hội dành cho Gustafsson. Đường chuyền vừa rồi là hơi mạnh một chút, bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ là một kết cục khó đoán trong một cuộc đối đầu như thế này nếu nhìn vào những diễn biến đầu tiên của hiệp 1. Thì các cổ động viên vẫn đang tạo ra một bầu không khí sôi động. SEA Games 31 là một giải đấu mà phải rất khó khăn để có thể quay trở lại với lộ trình, nhưng cho tới thời điểm này, với những môn thi đấu đầu tiên của đại hội, đặc biệt là ở môn bóng đá nam, thì các cổ động viên của Việt Nam đang tạo ra một bầu không khí phải nói là tưng bừng. Đó là điều cần thiết để giúp cho các vận động viên sẽ có được cảm hứng thi đấu và sức mạnh tinh thần tốt hơn nhằm hướng tới những thành tích cao nhất. Đây là thủ môn Kawin, cầu thủ trên 23 tuổi. Cùng với Kawin đó là cầu thủ mang áo số 10 Wuracic và cầu thủ mang áo số 18 Wirathep. Với việc các thủ U23 Malaysia dâng cao pressing của phần giữa sân và bên phần sân của U23 Thái Lan, và họ đã gây một số tình huống áp lực và các cầu thủ U23 Thái Lan đã phải chuyền bóng sai, nhưng chất lượng được chuyền cuối cùng của cầu thủ Malaysia cần phải cải thiện hơn nữa nếu như họ muốn có tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Kawin. Nhưng với việc dâng cao đội hình như vậy thì các khoảng trống phía sau lưng hàng thủ của U23 Malaysia là rất lớn. Đó là một phương án mà các cầu thủ U23 Thái Lan sẽ phản công. Điều đó được chứng minh, đó là một pha lên bóng của cầu thủ số 7 Ekanip Panya. Bây giờ thì vai trò của các tiền vệ trung tâm của U23 Thái Lan sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Với những tiếng xoay sở tốt của mình, họ hoàn toàn có thể mở ra một đợt tấn công triển vọng khi mà khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của U23 Malaysia là khá nhiều. Đội bóng của huấn luyện viên John Maloney đã chấp nhận chơi mạo hiểm, tạo bất ngờ cho đối thủ bằng cách dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên.
Một lần nữa là những hình ảnh đầy màu sắc trên sân vận động Thiên Trường. 15 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Malaysia trong khuôn khổ bảng B của môn bóng đá nam. Tiếng tranh chấp vô cùng quyết liệt đến từ các tuyển thủ U23 Malaysia. Họ vào bóng rất mạnh. Vừa rồi là một bóng mà hai bóng áo vàng đã từng va chạm với nhau và đều đang cần tới sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Được chứng kiến sân vận động Thiên Trường với số đông khán giả trong hầu hết các trận đấu của câu lạc bộ Nam Định tại V-League và trước khi các trận đấu trong khuôn khổ bảng B của môn bóng đá nam diễn ra, thì các hội cổ động viên tại đây cũng đã lên một kế hoạch kỹ lưỡng cho việc sẽ tới sân và ủng hộ cho các đội bóng tham dự tại SEA Games lần này, mặc dù đây là nơi sẽ không diễn ra các trận đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Hết sức khẩn trương. Tiếp tục là một hướng tranh chấp tốt của U23 Malaysia. Bóng vẫn trong cuộc. Đây là những cơ hội mà U23 Thái Lan cần phải biết cách để tận dụng. Không được. Khá đáng tiếc. Một pha bóng mà Ben Davis đã có được khoảng trống. Chỉ tiếc là đường truyền của Voracek lại là hơi mạnh. Cách chơi bằng những đường truyền dài vượt tuyến để thoát khỏi trạng thái pressing của U23 Malaysia đã được Thái Lan duy trì trong khoảng 10 phút đầu tiên. Nhưng bây giờ thì có lẽ là họ đã vào nhịp tốt hơn. Cách mà các tiền vệ trung tâm của U23 Thái Lan xoay sở phối hợp nhỏ với nhau, thoát pressing và sau đó mở ra khoảng trống để hướng lên phía trên là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với U23 Malaysia. Đội bóng áo vàng đang được huấn luyện viên John Maloney chỉ đạo chơi với một tinh thần quyết liệt. Nhưng họ có lẽ là cũng phải biết cách để kiềm chế những cái đầu nóng, phải tỉnh táo hơn trong những tình huống tranh chấp. Pha bóng mà hai tuyển thủ áo vàng va chạm với nhau và để cho đội tuyển U23 Thái Lan có được cơ hội là một ví dụ điển hình. Ở những phút vừa qua thì các cầu thủ U23 Malaysia họ chỉ mạnh đó là những pha tranh chấp mà thôi. Nhưng các tiền vệ trung tâm của Malaysia vẫn chưa thể hiện được dấu ấn của mình, đó là kiểm soát bóng và có những đường truyền tốt lên phía trên. Họ vẫn đang mắc phải khu tiền vệ của U23 Thái Lan. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Đứng trước bóng đó là Wirathep. Khá nguy hiểm. Hướng băng vào không chạm đúng bóng của một cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Thái Lan. Đó là pha băng vào của Chonapat. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Nếu như Chonapat chạm được chân vào bóng, có lẽ sẽ nguy hiểm đến khung thành của đội tuyển U23 Malaysia. Bây giờ chúng ta có thể thấy các phương án mà đội tuyển U23 Thái Lan, đó là pressing ngược lại đối với các cầu thủ U23 Malaysia, đó là pressing tầm cao. Ở trong những phút đầu tiên thì họ dồn đội hình lui ở sân nhà. Nhưng bây giờ có vẻ như các cầu thủ U23 Thái Lan họ đã bắt nhịp được và bây giờ họ đang pressing ngược lại đối với cầu thủ U23 Malaysia. Đó là một cách tính toán hợp lý của huấn luyện viên Pol King. Ở những phút đầu tiên chúng ta thấy là phần nào đó U23 Thái Lan lại lép vế hơn và họ khá thụ động trong cách tổ chức phòng ngự. Cùng với đó là việc bế tắc trong việc triển khai bóng lên phía trên. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đang đảo chiều, có lẽ là như vậy. Hiệp một đã trôi qua được 20 phút và tỷ số vẫn đang là 0-0.
lại thì các trận đấu trong khuôn khổ bảng A đều có những kết quả thắng thua. Trong khi đó thì ở ngày thi đấu hôm nay, trận đấu đầu tiên của bảng B đã kết thúc với một kết quả hòa. Khi mà các trung vệ của U23 Thái Lan triển khai bóng thì có tới 5 cầu thủ U23 Malaysia có mặt bên phía phần sân đối phương. Gustafsson, đường chuyền hơi non. Mặc dù giải pháp của U23 Thái Lan với những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên là không mấy hiệu quả, tuy nhiên thì phần nào đó vẫn có những tín hiệu đáng lo khi mà các trung vệ của U23 Malaysia thường xử lý không tốt những tình huống tranh chấp đầu tiên. Anh Long có nhận thấy là những đường chuyền cuối cùng của hai đội tuyển đều có chất lượng không tốt đúng không ạ? Ở trong mùa giải năm nay thì đội tuyển U23 Malaysia cũng như đội tuyển U23 Thái Lan, cả huấn luyện viên của họ với các học trò của họ đều không có sự tập luyện kỹ càng và tập với nhau thời gian rất ít. Do đó cái sự gắn kết của hai đội tuyển và các pha phối hợp với họ là chưa có sự gắn kết cao và chưa có độ nhuần nhuyễn. Đó là những gì mà chúng ta có thể thấy những đường chuyền cuối cùng, kể cả đội tuyển Thái Lan hay như đội tuyển U23 Malaysia, là thật sự không chính xác. Như vậy mà kết cục của trận đấu này sẽ là một kết cục khó đoán. U23 Malaysia đã bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội sau khi các trung vệ của U23 Thái Lan chuyền bóng hỏng. Nhưng họ không thể tận dụng được bởi chất lượng những đường chuyền cuối đang là một vấn đề. Quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ U23 Thái Lan. Lại là một lỗi ném biên. Đây là lần thứ hai các tuyển thủ U23 Thái Lan mắc lỗi ném biên, một điều có lẽ là khó có thể chấp nhận ở bình diện này. Đó là kỹ thuật, và chúng ta còn thấy đó là kỹ thuật sơ đẳng của ném biên trong bóng đá 11 người. Đôi lúc các cầu thủ chuyên nghiệp cũng mắc phải lỗi này khi họ có vẻ như là tâm lý của họ không tập trung. Một động tác ném biên rất là đơn giản thôi, nhưng chỉ việc không thực hiện, không thành công là có lẽ sẽ bị mắc lỗi. Những cầu thủ trẻ thì họ đang trên con đường hoàn thiện khả năng như kỹ thuật của mình, thì những phương án ném biên của họ hay là những tình huống xử lý kỹ thuật có thể xảy ra là mắc lỗi. Đó lại là một tình huống xử lý sai của hậu vệ U23 Malaysia. Đó là những gì mà chúng ta đã nhận ra từ trước. Tương đối đáng lo bởi những nhịp xử lý bóng đầu tiên của các cầu thủ ở tuyến phòng ngự của U23 Malaysia lại chính là những cơ hội dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Mặc dù ở phía trên thì những người đồng đội của họ đã thực hiện khá tốt ý đồ chiến thuật của ông Maloney. Bóng chạm tay cầu thủ của U23 Thái Lan, đó là Chonapat. Rất nguy hiểm. Ngay lập tức thì U23 Malaysia có được một tình huống quá nguy hiểm về khung thành của Kawin. Và dứt điểm một chạm suýt chút nữa đã có thể làm nên chuyện là của Bin Samsudin. Đó có lẽ là một tình huống phối hợp đá phạt nhanh. Đường chuyền có thể nói là rất tốt hướng tới vị trí của Bin Samsudin. Chỉ tiếc là nhịp chạm cuối cùng của số 10 bên phía U23 Malaysia lại đưa trái bóng đi vọt xà ngang. Đó có lẽ là cơ hội nguy hiểm nhất của U23 Malaysia kể từ đầu trận. Lỗi trong tình huống vừa rồi thuộc về Benjamin Davis.
Đây là những thông số về số lần phạm lỗi của hai đội. Thì đầu trận thì cầu thủ U23 Thái Lan đã có 7 lần phạm lỗi. Con số này của U23 Malaysia là 4 lần. Đây là cách mà U23 Thái Lan đang điều chỉnh và họ pressing ngược lại U23 Malaysia. Và ở điểm này thì có lẽ là U23 Malaysia sẽ gặp bất lợi bởi các tiền vệ của họ thì không biết cách để triển khai giống như đội bóng áo xanh. Ekanit. Benjamin Davis. Palapon. Căng ngang. Phía trong thì các cầu thủ U23 Malaysia có một phòng tuyến phòng ngự có thể nói là tương đối hợp lý với cự ly và cách thức mà họ đã chơi trong pha bóng vừa rồi. Lỗi thuộc về Chaya Pipat. Ekanit vẫn đang là số 7. Khoảng trống là quá ít dành cho Benjamin Davis. Suýt chút nữa thì Gustafsson đã có được cú đá trong khu vực 16m50. Giành lại bóng cách nhanh chóng của các thủ U23 Malaysia. Nhiều những pha triển khai tấn công hay những tình huống kiểm soát bóng của cả cầu thủ hai bên thì đang cho thấy một dấu hiệu là chưa có sự ăn dơ, những đường chuyền sai và những pha phối hợp thì mất bóng một cách đơn giản. Trong ngày hôm qua tôi cũng lo lắng trong trận đấu giữa đội tuyển U23 của Việt Nam khi đối đầu với đội tuyển U23 Indonesia. Tôi lo lắng là các cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ không có sự kiểm soát bóng tốt. Nhưng sau sang hiệp 2 thì chúng ta còn thấy các cầu thủ U23 chúng ta đã tự tin và kiểm soát bóng và thoát pressing tốt như thế nào. Và đã giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Indonesia. Nhưng trong trận đấu này thì chúng ta có cảm tưởng với việc tập luyện với nhau rất ít, các thầy trò của hai đội tuyển cho thấy vẫn chưa có sự kết dính với nhau. Một cầu thủ của Malaysia đang bị đau. Đó, người bị đau đó là Bin Mamat. Những bước đi tập tễnh. Bin Mamat là người đã bị đau ngay ở phút đầu tiên sau một tiếng tranh chấp. Và bây giờ thì có lẽ là anh sẽ khó có thể tiếp tục thi đấu. Benjamin Davis. Như vậy là đội bóng của ông Maloney sẽ phải có sự thay đổi người. Bin Mamat rời sân. Thủ vào sân đó là Bin Maslan. Cận cảnh chấn thương của Bin Mamat. Ở tình huống tranh chấp đầu tiên, động tác tiếp đất đã khiến cho cổ chân phải của Bin Mamat gặp vấn đề. Đó là một trong những chấn thương mà chúng ta thường xuyên thấy trong thời gian gần đây sau những tình huống tranh chấp bóng bổng và các cầu thủ tiếp đất trong một tư thế không phải là tốt nhất. Hiệp 1 đã trôi qua được 30 phút. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng. Cầu thủ phải nhận thẻ vàng đó là Bin Basa.
trọng tài Khabirov vừa rồi đã nhanh chóng rút ra một chiếc thẻ phạt dành cho số 16 của UEFA Malaysia sau một động tác đớm cho là cầu thủ của đội bóng vàng đã sử dụng tiểu xảo. Kèm đi không quá vội vàng, những đường chuyền qua lại và đang cố gắng để tìm được hướng tấn công có thể mang lại một điều gì đó hiệu quả. Đúng là chất lượng những đường chuyền cuối cùng của cả hai đội đều đang gặp vấn đề. Anh Long có thể thấy những cầu thủ quá 23 tuổi như Guracic và Guirathev vẫn chưa thể hiện được dấu ấn trong đội tuyển U23 Thái Lan. Đá bên cạnh các bậc đàn em nhưng họ vẫn chưa dìu dắt được. Và họ vẫn đang gặp bế tắc trước đội tuyển U23 Malaysia. Và trong trận đấu ngày hôm qua thì chúng ta có thấy như Hùng Dũng, Hoàng Đức hay là Tiến Linh, tôi được coi là những ngoại binh của đội tuyển U23 Việt Nam và đã có sự dìu dắt tốt, đặc biệt là Hoàng Đức và Hồng Dũng đã có một phong độ rất cao ở tuyến tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam. Những nhân tố gọi là bậc đàn anh của đội tuyển U23 Thái Lan cũng chưa thể giúp cho họ có những phương án tấn công khởi sắc hơn. Đó là điểm khác biệt. U23 Việt Nam cũng đã có được dấu ấn đậm nét này từ các cầu thủ được bổ sung, những cầu thủ hơn tuổi từ SEA Games tại Philippines. Họ có dấu ấn rất đậm nét trong hành trình tới chiếc huy chương vàng. Thật tiếc nếu như các tuyển thủ U23 Malaysia có thể nắn nót hơn một chút thì số cơ hội mà họ đã sở hữu cho tới thời điểm này có lẽ ít nhất cũng mang lại cho họ nhiều tình huống nguy hiểm hơn thay vì là những đường chuyền sai và khiến cho mọi thứ kết thúc một cách đơn giản. Davis, cánh phải là Jakip Palabon. Palabon, Gustafsson, vẫn là Gustafsson. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Ở vào một tình huống mà không ai nghĩ rằng họ sẽ có được bàn thắng. Một pha độc lập tác chiến của Gustafsson và cộng thêm có lẽ là cả một chút may mắn nữa. Sau 34 phút thi đấu, tỷ số đã được mở cho đội tuyển U23 Thái Lan của Manopol King. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã tới trên sân vận động Thiên Trường ở trận đấu giữa đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Một loạt những tình huống sai lầm của các hậu vệ U23 Malaysia. Đây không phải là lần đầu tiên họ tỏ ra là mình lấp bập trong những pha tranh chấp như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xoay sở của Gustafsson. Rất hay. Một nhịp ngoặt bóng và thoát khỏi sự đeo bám của hai hậu vệ U23 Malaysia. Những người không dám quá quyết liệt khi đó là một pha xử lý trong khu vực 16m50. Rất dễ có thể dẫn tới một tình huống đá phạt 11m. Hãy cùng xem lại một lần nữa bàn thắng này. Sức mạnh và sự càn lướt sau cú ngoặt bóng của mình. Và đây là niềm vui của ban huấn luyện U23 Thái Lan khi đội bóng của họ đã có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 31. Chúng ta đã nói quá nhiều về những pha phối hợp và những đường chuyền cuối cùng, nhưng chỉ một pha xử lý nữa của Gustafsson. Vẫn là Gustafsson. Có lẽ sau khi các cầu thủ đội tuyển U23 Thái Lan có bàn thắng thì họ sẽ chơi thanh thoát hơn. Trận đấu đầu tiên lúc nào cũng quan trọng. Trận đấu đầu tiên lúc nào cũng bị áp lực. Do đó những đôi chân của cầu thủ hai bên chưa có những tình huống xử lý gọi là chuẩn xác nhất. Nhưng chỉ một cá nhân thôi thì đã giúp cho đội tuyển U23 Thái Lan giải quyết được trận đấu và có bàn thắng mở tỷ số. Điều này chúng ta cần phải chờ đợi ở đội tuyển U23 Malaysia. Liệu cá nhân nào sẽ giúp cho họ có bàn thắng như đội tuyển
Malaysia như đội tuyển Thái Lan đã ghi được. Vấn đề tâm lý được giải tỏa cũng là điều vô cùng quan trọng với các đội bóng trẻ. Và bây giờ thì U23 Thái Lan đang có được lợi thế ban đầu. Wydathep sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. U23 Thái Lan đang có được lợi thế sau bàn thắng của Gustafsson. Một pha xử lý có thể nói là mẫu mực với một tiền đạo mục tiêu. Một pha đứng vào tầm thấp và sóng gió thì đã trôi qua trung thành của U23 Malaysia. Lâm có nghĩ rằng là U23 Malaysia sẽ phải thay đổi lối chơi của họ hay không sau bàn thua vừa rồi? Thật sự cũng rất khó, tại vì trong đội hình của các cầu thủ U23 Malaysia không có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm so với đội tuyển U23 Thái Lan. Họ đều là những cầu thủ trẻ ưu tú thi đấu tốt tại vòng loại World Cup, tại vòng loại U23 châu Á vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy là vẫn chưa có nhân tố nào để giúp cho đội tuyển U23 Malaysia thi đấu tốt cả. Họ đều là những cầu thủ trẻ đồng đều cả. Và chúng ta có thấy đối với đội tuyển U23 Thái Lan thì họ có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và có những bậc đàn anh đang dìu dắt ở phía trong. Dù sao thì thời gian còn lại của trận đấu vẫn là rất nhiều. Và cách biệt thì bây giờ cũng chỉ đang là một bàn. Tất nhiên là lợi thế tâm lý đang thuộc về U23 Thái Lan. Họ có bàn thắng dẫn trước. Và bây giờ thì không có gì phải vội vàng cả. Benjamin Davis. Gạt quá tồi. Vừa rồi là pha xử lý của Ekanit, người đã sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của U23 Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và triển khai nhanh của đội bóng áo xanh. Gustafsson chết cháy. Khi đã có được sự thoải mái thì những tình huống xử lý cũng trở nên thanh thoát hơn. Chúng ta sẽ cùng xem lại nhịp không chế bóng và tung ra cú sút ngay của Gustafsson, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này bằng một pha xử lý đầy bất ngờ và dũng mãnh. Đúng là sau khi ghi được bàn thắng thì chúng ta có thể thấy Gustafsson đã thi đấu năng nổ hơn trên hàng công của đội tuyển U23 Thái Lan. Anh đã có những pha xử lý cá nhân rất tốt. Tiền đạo mục tiêu của đội tuyển U23 Thái Lan đang cho thấy anh có thể tác chiến độc lập một cách khá dễ dàng trong những phút vừa qua. Còn đối với Malaysia, họ đã giành lại bóng rồi, dứt điểm, không vào. Các tiền vệ và các trung vệ của đội tuyển U23 Thái Lan cần phải dè chừng những tình huống như vậy. Có khá nhiều những tình huống mà các cầu thủ U23 Malaysia đã giành lại bóng. Chất lượng những đường chuyền và chất lượng những pha dứt điểm của các cầu thủ Malaysia thì chưa có độ chính xác cao. Vừa rồi là pha dứt điểm của Bin Nikmat. Nếu như có một pha dứt điểm tốt hơn thì chắc chắn thủ môn Kawin sẽ phải vất vả trong pha bóng vừa rồi. Những pha phối hợp ở khu vực sân nhà giữa các trung vệ và các tiền vệ trung tâm của các thủ U23 Thái Lan vẫn là một vấn đề. Khi bị đối thủ gây áp lực, họ luôn có được chuyền sai. Cơ hội. Như vậy là đã có tình huống việt vị rồi. Vừa rồi là tình huống việt vị của Ekanip. Tình huống đưa bóng lên phía trên, Ekanip nhả lại tuyến 2 để cho đồng đội băng vào. Nhưng rất tiếc, pha bóng vừa rồi thì Ekanip đã băng xuống hơi sớm. Ekanip cũng đang thi đấu tốt bên phía hành lang cánh trái của đội tuyển U23 Thái Lan. Trước kia còn dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên
Putkin cũng đã đưa vào những phong cách bóng đá hiện đại nhưng không mấy phù hợp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và ông đã không thành công. Cơ hội được chuyền khá hay, dứt điểm không vào. Đó là pha phối hợp ở nách trung lộ và phối hợp 1-2 rất nhanh. Tình huống đánh gót tuyệt vời để cho các cầu thủ U23 Malaysia tạo ra một tình huống nguy hiểm sóng gió về phía khung thành của đội tuyển U23 Thái Lan. Đó là pha phối hợp của Samsudin và cầu thủ số 16 đó là Bin Basa. Và dứt điểm cuối cùng là của Samsudin. Nếu như các cầu thủ U23 Malaysia chính xác hơn trong những pha dứt điểm và chính xác hơn trong những pha chuyền cuối cùng, có lẽ họ cũng có bàn thắng, đúng không anh Quý Long? Tôi nghĩ là pha phối hợp vừa rồi đang giúp cho cầu thủ Malaysia chơi với một cảm hứng lớn hơn, chắc chắn là phải có thẻ phạt. Hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Và đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Một tình huống mà nếu như không có pha phạm lỗi của Kemdi thì cầu thủ của U23 Malaysia sẽ đối mặt với thủ môn Kawin. Về quan điểm cá nhân của tôi thì đó là một chiếc thẻ phạt xác đáng, quyết định của trọng tài Kabirov, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Ngay lập tức khi chứng kiến học trò của mình phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, Thiếu Manuel Polking đã phải gọi ngay một cầu thủ dự bị và chắc chắn là sẽ phải có sự thay đổi, điều chỉnh chiến thuật trong những phút sắp tới. Jonathan Kennedy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, động tác kéo người lộ liễu để cản trở một cơ hội rõ ràng của U23 Malaysia. Chỉ trong vòng có 2 phút thì U23 Malaysia có được 2 tình huống nguy hiểm. Và phóng vừa rồi thì trung vệ của U23 Thái Lan đã buộc phải phạm lỗi. Và phạm lỗi diễn ra ngay trước mắt của trọng tài Kabirov. Hãy cùng xem lại tình huống này. Không phải bàn cãi về quyết định này. Đấy, ở tình huống thoát xuống của mình thì Bin Basa sẽ chỉ còn đối mặt với thủ môn Kawin. Trong vòng 2 phút đều là những pha phối hợp của Bin Samsudin và Bin Basa. Và lần này thì số 16 của đội bóng áo vàng đã khiến cho Jonathan Kennedy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Một chiếc thẻ phạt có thể sẽ là bước ngoặt của trận đấu ngày hôm nay, bởi ít nhất là U23 Malaysia mặc dù đang bị dẫn trước nhưng họ có cả một hiệp 2 trước mắt. Cách biệt bây giờ đang chỉ là một bàn. Bây giờ thì đội bóng của huấn luyện viên Bradley John Maloney đang có được lợi thế hơn người. Tôi cũng đồng quan điểm với anh Quý Long trong tình huống vừa rồi. Và đây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Malaysia. Không thể vượt qua được hàng rào. Đó là pha đá phạt của Bin Nikmat. Nếu như không có pha kéo áo của trung vệ bên phía đội tuyển U23 Thái Lan, có lẽ các cầu thủ Malaysia có một tình huống nguy hiểm và có thể họ sẽ ghi được bàn thắng khi đối mặt với thủ môn Kawin. Và bây giờ các cầu thủ Malaysia sẽ tận dụng như thế nào với lợi thế hơn người đây? Hiệp 1 đã kết thúc nhưng còn thời gian rất dài ở trước mắt, đó là hiệp 2. Mặc dù những phương án pressing và những phương án giành lại bóng và triển khai tấn công là khá tốt rồi, nhưng các cầu thủ U23 Malaysia cần chính xác trong những pha dứt điểm mà thôi. Với U23 Thái Lan thì tôi nghĩ là đây cũng là một bài test dành cho bản lĩnh thực sự của họ. Họ gặp khó khăn ngay ở trận đấu đầu tiên bởi một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Gustafsson sẽ rời sân, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho tới thời điểm này, rời sân để nhường chỗ cho một trung vệ, đó là Anusak. Khi mọi thứ đang diễn ra rất tốt đối với U23 Thái Lan, họ có bàn thắng dẫn trước. Hãy cùng xem lại một lần nữa pha lập công của Gustafsson. Đáng tiếc là số 9 đã không thể hoàn thiện trận đấu này của mình khi ông Manu Polking buộc lòng phải hy sinh vị trí của anh để dành chỗ cho một trung vệ khi mà Kennedy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trước đó. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. U23 Thái Lan đang dẫn trước U23 Malaysia với tỷ số 1-0. Và bây giờ thì đội bóng vàng đang được chơi hơn người. Cho tới thời điểm này thì trọng tài Kabirov đã rút ra 2 chiếc thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho Bin Basa của U23 Malaysia và chiếc thẻ đỏ trực tiếp vừa rồi của Jonathan Kennedy. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Đúng là không có gì phải bàn cãi với chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
thấy khi mà tiền đạo Gustafsson đang có phong độ tốt trên hàng công thì các cầu thủ U23 Thái Lan đã gặp bất lợi, một chiếc thẻ đỏ và huấn luyện viên Putking đã phải rút anh ra. Đó là một điều đáng tiếc. Nhưng các cầu thủ U23 Malaysia sẽ thể hiện như thế nào ở trong trận đấu này và thể hiện như thế nào ở trong hiệp 2? Có rất nhiều thời gian, họ cần nắn nót trong những pha dứt điểm và những đường chuyền cuối cùng thì có lẽ họ sẽ có một thế trận tốt ở trong hiệp 2 đối với các cầu thủ U23 Thái Lan. Như vậy là hiệp 1 được bù giờ 2 phút. Đợt tấn công của U23 Thái Lan. Mặc dù thi đấu thiếu người nhưng chúng ta có thể thấy các tiền vệ trung tâm của U23 Thái Lan vẫn đang kiểm soát bóng tốt. Họ vẫn có một cái gì đấy nhỉnh hơn đôi chút so với U23 Malaysia. Bóng lại đến chân các cầu thủ Malaysia. Một pha phạm lỗi rồi. Đó là pha phạm lỗi của cầu thủ vừa được tung vào sân. Đó là Anushak. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho U23 Malaysia. Điểm thành công ở trong hiệp 1 của các cầu thủ U23 Malaysia đó là những pha pressing. Họ gây áp lực đối với các cầu thủ U23 Thái Lan. Và chúng ta có thể thấy những đường truyền vào trong thật sự là thiếu chính xác. Vừa rồi là pha tạt bóng của Bin Nikmat. Huấn luyện viên Putking sẽ đau đầu và ông sẽ có những phương án ở trong hiệp 2 khi mà đoàn quân của ông đang thi đấu thiếu người. Hiệp 1 đã bước sang phút bù giờ thứ 3 rồi. Có lẽ hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số là 1-0, tạm thời nghiêng về phía các cầu thủ U23 Thái Lan. Cho đến thời điểm này thì tiếng còi của trọng tài đã khép lại hiệp 1. Malaysia đã chơi tốt hơn, những pha phối hợp có nét hơn. Và có lẽ là họ sẽ chơi ảo hoạt hơn ở hiệp đấu thứ 2 này khi đang bị dẫn bàn. Ở hiệp 2 thì cầu thủ U23 Thái Lan sẽ chấn dung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Và sau khi kết thúc giờ nghỉ thì ông Manu Putking tiếp tục có thêm một sự điều chỉnh. Nakin Wisechat đã được đưa vào sân và rời sân là cầu thủ đã chơi khá hay ở hiệp 1. Đó là Benjamin James Davis. Thật tiếc khi mà các cầu thủ U23 Thái Lan đang có được đà tâm lý thuận lợi sau bàn thắng của Gustafsson. Họ đang hưng phấn thì những toan tính về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Manu Putking buộc phải thay đổi. Ông buộc phải làm điều này khi Kemdi đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ở những tình huống đá phạt thì U23 Thái Lan luôn là sự góp mặt của Wiatap. Không có gì là nguy hiểm. Malaysia sẽ chơi như thế nào đây ở hiệp 2 khi mà họ đang có được lợi thế hơn người? Chắc chắn các cầu thủ U23 Malaysia sẽ phải tổ chức tấn công nhiều hơn. Và trên hàng công của họ thì tôi hy vọng các cầu thủ như Bin Basa hay là cầu thủ số 10 Samsudin và kể cả cầu thủ số 8 nữa Bin Nikmat cũng đang là những cầu thủ thi đấu nổi bật trên hàng công của các cầu thủ U23 Malaysia. Có những tình huống phối hợp với nhau giữa Bin Basa và Samsudin đã gây khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển U23 Thái Lan. Hôm nay thì sân vận động Thiên Trường đang đón một số lượng khán giả đủ để cho chúng ta có thể tự hào về công tác tổ chức của môn bóng đá nam tại SEA Games 31, một bảng đấu không có đội chủ nhà nhưng số lượng khán giả vượt trội và họ cổ vũ cho cả hai đội một cách rất nhiệt tình. Trước khi trận đấu này diễn ra thì trận đấu còn lại của bảng B ngày hôm nay đã kết thúc với một kết quả hòa. Đội tuyển U23 Lào đã có được một màn trình diễn xuất sắc vươn lên dẫn trước Singapore nhưng họ lại không duy trì được lợi thế đó và để thua bàn thua quyết định ở những phút cuối. Một điểm dành cho mỗi đội và với nhiều người thì họ khá tiếc cho màn trình diễn của U23 Lào.
Trận hòa tại bảng B ngày hôm nay cũng là trận hòa đầu tiên của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Bây giờ sẽ là bài test cho hệ thống phòng ngự của U23 Thái Lan trong những phút còn lại. Phối hợp rất hay, vẫn còn những pha phối hợp 1-2 như vừa rồi, đánh vào nách trung lộ là thứ mà U23 Malaysia đã từng làm được ở những phút cuối của hiệp 1. Cú chạm bóng vừa rồi đưa bóng xuống biên của Bin Samsudin cảm giác hơn một chút nữa thôi, đồng đội của anh sẽ có được nhịp xử lý tốt hơn. Trọng tài buộc phải can thiệp thì đã có va chạm giữa cầu thủ cả hai bên. Đang phải nhắc nhở với Nakin Wisechat, cùng với đó là Mokalili. Đây là phút đầu tiên của hiệp 2. Malaysia chắc chắn là sẽ tấn công nhiều hơn với lợi thế hơn người, và pha phối hợp xuống biên vừa rồi của họ là một trong những pha phối hợp nói là có thể coi là những giải pháp khi những tình huống xử lý của cầu thủ U23 Malaysia cũng bắt đầu trở nên thanh thoát hơn. Thái Lan sẽ chơi phòng ngự phản công hay họ sẽ gây bất ngờ cho đối thủ của họ bằng cách như thế nào? Với lợi thế hơn người thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ Malaysia nếu như họ vẫn cứ chơi như trong hiệp 1 gây áp lực thì chắc chắn họ sẽ giành lại bóng bên phần sân của đội tuyển U23 Thái Lan. Họ đang thi đấu hơn người và chúng ta có thể thấy có khoảng trống để cho cầu thủ U23 Malaysia để tổ chức tấn công. Những phương án tấn công mà tốt rồi, nách trung độ và phối hợp nhau nhuần nhuyễn, nhưng những đường chuyền cuối cùng họ cần phải cải thiện hơn nữa. Mặc dù chưa ghi được bàn thắng nhưng các cầu thủ U23 Malaysia họ có lợi thế về mặt tâm lý, đó là hơn người. Và các cầu thủ U23 Thái Lan sẽ chơi phòng ngự phản công trong suốt cả hiệp 2 này khi họ đang có lợi thế là dẫn bàn trước. Đúng là cũng không có giải pháp nào khác cho U23 Thái Lan. Xử lý khá hay, dứt điểm. Không đủ lực để có thể gây khó với Cao Win. Nhưng khi tấn công nhiều hơn và quyết đoán hơn trong việc lựa chọn đưa ra giải pháp dứt điểm khi có cơ hội, đó cũng là một tín hiệu để cho thấy là Malaysia sẵn sàng có thể tạo nên điều bất ngờ ở hiệp 2. Bài test cho hàng tấn công của U23 Malaysia và bài test cho bản lĩnh của nhà vô địch SEA Games nhiều nhất đội tuyển U23 Thái Lan. Dẫn trước một bàn và đang phải thi đấu thiếu người, có lẽ là U23 Thái Lan sẽ cố gắng để làm chậm mọi thứ. Chắc chắn là như vậy. Với lợi thế đang dẫn bàn và thi đấu thiếu người thì điểm mạnh của tiền vệ U23 Thái Lan cần phải phát huy rất nhiều, đặc biệt là những cầu thủ trên 23 tuổi, đó là Vuracic hay là Wirathep. Và chúng ta có thể thấy các cầu thủ Malaysia có vẻ như họ vẫn chưa sẵn sàng và vẫn chưa có sự quyết tâm trong những pha dứt điểm để tìm bàn thắng quân bình tỷ số. Những phương án tấn công của Malaysia là khá tốt. Điều đặc biệt họ thành công đó là những pha pressing đã gây áp lực rất nhiều cho hàng thủ cũng như tuyến tiền vệ của các cầu thủ U23 Thái Lan. Ở phía trong thì U23 Thái Lan đang tập trung số đông cầu thủ phòng ngự. Bóng sẽ được đưa ra biên. Thêm một quả tạt nữa. Dứt điểm đây. Đó là tình huống dứt điểm đập đất của Bin Asmi Murat. Vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Khu vực trung lộ đang bị bịt kín, nhưng không vì thế mà các tiền vệ của Malaysia lại lựa chọn cho mình một giải pháp duy nhất là đưa bóng ra biên. Họ sẵn sàng có những đường đột phá. Murat.
thì U23 Việt Nam đã mở đầu thuận lợi tại chiến dịch SEA Games 31 của mình. Chúng ta vượt qua một đối thủ được coi là cứng nhất ở bảng A với đánh giá của giới chuyên môn là U23 Indonesia. Sự có mặt của những cầu thủ trên 23 tuổi như Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, họ đều đã thể hiện được vai trò rất quan trọng của mình và tạo nên một hệ thống cân bằng hơn, bản lĩnh hơn. Một bước khởi đầu tốt, và có lẽ là bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ mong chờ là U23 Việt Nam có thể duy trì được khả năng của mình trong suốt chiều dài của giải đấu. Một giải đấu diễn ra với cường độ thi đấu có thể nói là rất dày ở vòng bảng. Và chúng ta đang đứng trước mục tiêu bảo vệ được chiếc huy chương vàng. Ở bảng B thì các đối thủ cũng đã lộ diện. Bây giờ thì U23 Thái Lan và Malaysia trên sân Thiên Trường đang có cách biệt một bàn. Đội bóng áo xanh đang dẫn trước bằng bàn thắng của Gustafsson, người có lẽ là cũng khá tiếc nuối khi không được thi đấu trong phần còn lại, bởi anh phải hy sinh với những sự thay đổi chiến thuật của huấn luyện viên Mano Polking sau khi Jonathan Kennedy nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Sẽ là một tình huống đột phá, sút bóng. Số lần dứt điểm của cầu thủ U23 Malaysia bắt đầu nhiều hơn. Đội hình của U23 Thái Lan đang chịu áp lực rất lớn, và theo tôi quan sát thì họ chưa có một phương án phản công lên phía trên. Đây là đường tạt bóng rất chính xác rồi, rất may cho đội U23 Thái Lan là trong pha bóng vừa rồi các cầu thủ Malaysia đã không chú ý được. Đánh đầu không được, thêm một pha dứt điểm nữa vẫn không vào. Thật sự đáng tiếc cho U23 Malaysia, có lẽ là một tình huống rất mình của cầu thủ mang áo số 19, đó là Asri. Hàng loạt những tình huống gây áp lực, và thật sự là đáng tiếc cho cú chạm bóng này, không có ai kèm cả. Một pha bóng căng ngang, khung thành thì gần như là đã rộng mở. Tỷ lệ những tình huống dứt điểm trúng đích của Malaysia đang là 3 tình huống dứt điểm trúng đích so với 2 của U23 Thái Lan. Xét về độ nguy hiểm thì đội bóng xanh lại đang sở hữu những cơ hội nguy hiểm nhiều hơn. Vừa rồi là một tình huống bỏ lỡ khá đáng tiếc của cầu thủ U23 Malaysia. Trong tình huống đó tôi nghĩ Asri anh không chế bóng chứ không phải là pha dứt điểm. Nhưng tình huống tạt bóng vào trong của đồng đội, nếu như tung ra pha dứt điểm sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng cầu thủ bên phía U23 Malaysia thật sự chưa tinh tế trong pha xử lý cuối cùng. Một cầu thủ của U23 Thái Lan đã bị đau, đó là Ekadip. Huấn luyện viên Bồn Kình vẫn đang tìm kiếm những phương án phòng ngự và những phương án phản công lên phía trên. Nhưng các tiền vệ của đội tuyển U23 Thái Lan vẫn đang gặp bế tắc trước sự gây áp lực rất lớn của đội tuyển U23 Malaysia. Sẽ có thêm một sự thay đổi người nữa của huấn luyện viên Mano Polking. Terasak là người đã sẵn sàng, và có lẽ là anh sẽ vào sân để thay thế cho Ekanik. Chính xác là như vậy. Ba cầu thủ đã rời sân của U23 Thái Lan đều là những cái tên đáng chú ý trên hàng tấn công của họ: Gustafsson, Benjamin James David và rồi là Ekanik. Đường lên bóng nhanh của đội bóng áo vàng vẫn đang là cầu thủ U23 Malaysia. Qua người,
những động tác giả. Đây là thời điểm mà các trung vệ của U23 Thái Lan đang chơi cực kỳ tập trung. Manu Polking khi mà trọng tài Kabirov để cho cầu thủ U23 Malaysia được hưởng quả đá biên, và căng thẳng xảy ra một cú ra tay của Voracek, cùng va chạm cùng đội trưởng của U23 Malaysia đó là Bin Mahdi. Đội bóng của huấn luyện viên Brad Maloney đang hết sức khẩn trương. Họ đang có lợi thế hơn người và đang để thua trước một bàn. Mokhalili không khó để kiểm soát tuyến giữa, nhưng làm thế nào để có thể vượt qua được khối phòng ngự đang bịt kín khu vực trung lộ của U23 Thái Lan mới là vấn đề. Với việc các cầu thủ U23 Thái Lan đang phòng ngự rất đông trước khu vực 16m50 thì những phương án đưa bóng ra biên là của các cầu thủ Malaysia là khá tốt, nhưng họ cần phải có thêm sự tấn công đa dạng nữa là ở nách trung lộ. Và khi họ đã làm tốt ở phút cuối hiệp 1 và phút đầu hiệp 2, họ cần nhiều những tình huống tấn công như vậy thì mới phá vỡ được hệ thống phòng thủ của đội tuyển U23 Thái Lan. Chúng ta có thể thấy những phương án đưa bóng ra biên để kéo giãn đội hình phòng thủ của U23 Thái Lan, nhưng họ cần phải có những pha phối hợp tốt hơn nữa. Bóng khá hay. Goal! Malaysia đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Lần này thì không bỏ lỡ nữa rồi. Đây là sự vui mừng của các tuyển thủ U23 Malaysia sau khi họ có được bàn thắng đã được chờ đợi từ rất lâu này. Đúng là không thể bỏ lỡ được nữa. Người ghi bàn đó là Ama Asri. Nhưng công đầu trong pha bóng vừa rồi phải thuộc về đội trưởng Bin Mahdi với pha đi bóng của mình ở bên phía đá cánh phải. Bây giờ mới là lúc hay khi mà Malaysia đã có được bàn thắng san bằng tỷ số. Khi mà U23 Thái Lan dẫn trước bằng bàn thắng của Gustafsson, người buộc phải rời sân sớm để phục vụ ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Manu Polking khi đội bóng này phải điều thiếu người, thì bây giờ mọi thứ đã được cân bằng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống thoát xuống bên viên đá cánh phải của Bin Mahdi. Trước đó thì chính Asri cũng đã bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách này, nhưng với pha bóng vừa rồi thì thực sự là không thể bỏ lỡ được nữa. Một bàn thắng vô cùng quan trọng với U23 Malaysia. Như tôi đã nói rồi, khi mà các cầu thủ U23 Thái Lan phòng dày đặc ở khu vực sân nhà thì những phương án đưa bóng ra biên và các thủ Malaysia phải có thêm những phương án tấn công và xâm nhập vào nách trung lộ. Vừa rồi là đội trưởng bên phía đội tuyển U23 Thái Lan đã làm được điều đó, và với việc phá vỡ hệ thống phòng thủ của U23 Thái Lan thì chúng ta có thấy các thủ Malaysia lập tức có bàn thắng. Trận đấu sẽ trở nên nóng hơn với lợi thế hơn người, với đà tâm lý sau khi có được bàn thắng san bằng tỷ số. Chắc chắn bây giờ là lúc mà U23 Malaysia đang hướng tới 3 điểm trọn vẹn. Thực sự là không có một cơ hội nào tốt hơn để có thể có được 3 điểm trong trận đấu ra quân như vào lúc này với U23 Malaysia. Nhưng đó cũng là lúc mà chúng ta chờ xem là U23 Thái Lan trong tình cảnh khó khăn hơn bao giờ hết liệu có thể tạo ra được bất ngờ với bản lĩnh của nhà vô địch SEA Games nhiều nhất cho tới thời điểm này không. Và va chạm khá nguy hiểm. Malaysia đang bị đau, đó là Azmi Murad.
Zaturapat là người đã va chạm cùng với Asmi Murat. Có lẽ là cả hai đều đã bị choáng sau tiếng tranh chấp vừa rồi. Kết cục có thể nói là hết sức khó đoán cho cuộc đối đầu ngày hôm nay. U23 Thái Lan khởi đầu có thể nói là tương đối khó khăn trong 10 phút đầu tiên, nhưng sau đó họ bắt đầu vào nhịp, có được bàn thắng dẫn trước thì lại bị sụp đổ những toan tính chiến thuật ban đầu bởi chiếc thẻ đỏ của Kendi. Ba cầu thủ tấn công đáng chú ý của họ là Ekanit, là Benjamin James David cùng với Patrick Gustafsson, ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay, đều đã rời sân. Ông Brad Maloney có lẽ là sẽ tăng cường cho hàng tấn công. Sự thay đổi người đã sẵn sàng. Và hãy nhìn vào hình ảnh này trên sân động Thiên Trường. Khán đài B chật kín khán giả, cổ vũ một trận đấu trong khuôn khổ môn bóng đá nam tại một bảng đấu không có sự xuất hiện của đội tuyển chủ nhà. Mọi thứ hết sức tuyệt vời. Thẻ vàng dành cho Zaturabat. Đây là lỗi đã khiến cho Zaturabat phải nhận thẻ phạt. Cho tới thời điểm này thì Thái Lan đã phải nhận một thẻ vàng và một thẻ đỏ. Asmi Murat vẫn chưa thể đứng dậy. Trong hiệp 1 thì huấn luyện viên Brad Maloney đã phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Bin Maslan được đưa vào sân để thay thế cho Bin Mamat bởi chấn thương. Vậy là Malaysia có 3 sự thay đổi người liên tiếp. Ji Un Ho, Bin Ismail cùng với Abdul Razak được sử dụng. Bin Basa cùng với Ahmad Asri, cầu thủ đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số của trận đấu ngày hôm nay, đều đã rời sân. Phạt của đội trưởng Mamadi rất nguy hiểm. Cầu thủ thứ 3 của Malaysia rời sân vừa rồi là Asmi Murat, người đã gặp chấn thương sau va chạm cùng Zaturapat. Cho tới thời điểm này thì huấn luyện viên Brad Maloney đã thay 4 cầu thủ. Trên tấn công, có lẽ huấn luyện viên Maloney đang muốn là các học trò của ông giành chọn 3 điểm ở trong trận đấu này khi đang có lợi thế hơn người và đang thi đấu tốt hơn so với đội tuyển U23 Thái Lan. Chúng ta hãy chờ đợi xem những pha xử lý của các cầu thủ Malaysia và tình huống thay người của huấn luyện viên Maloney sẽ giúp cho đội tuyển U23 Malaysia sẽ thi đấu như thế nào. Việc để cho các cầu thủ U23 Malaysia ghi được bàn thắng một mình tỷ số thì đây sẽ là một vấn đề khó khăn đối với đội tuyển U23 Thái Lan. Đợt tấn công của U23 Thái Lan, đường chuyền cuối cùng thì lại không có sự chính xác cao. Có vẻ như tôi quan sát sau khi để cho các cầu thủ U23 Malaysia quân mình tỷ số, đội hình của U23 Thái Lan đã dâng cao. Có lẽ họ đang muốn kiểm soát bóng để tổ chức tấn công ngược lại và gây áp lực về phía khung thành của đội tuyển U23 Malaysia và không cho họ có nhiều khoảng trống để tổ chức tấn công. Nhưng với việc thi đấu thiếu người và dâng cao đội hình như vậy thì chắc chắn khoảng trống sẽ rất nhiều về phần sân của đội tuyển U23 Thái Lan. Nhưng đó là thứ mà tôi muốn thấy từ đội tuyển U23 Thái Lan. Như vậy là có vẻ như chấn thương của Asmi Murat là nặng hơn so với dự kiến, và anh đã được đưa ra bộ phận y tế và có thể là sẽ phải kiểm tra một cách kỹ càng hơn.
trị là nguy hiểm. Phán đoán điểm rơi sai. Bây giờ là một pha xử lý có phần vụng về của trung phong bên phía U23 Malaysia. Có lẽ là Hasmi Murad sẽ được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra mức độ chấn thương. Một pha va chạm ở vùng đầu và cần phải được kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Hasmi Murad đã đứng dậy sau khi nhận được những sự chăm sóc đầu tiên của nhân viên y tế, nhưng sau đó anh tiếp tục bị choáng. Tổn thất với U23 Malaysia, họ mất tới hai cầu thủ bởi chấn thương. Đi bóng rất hay và mở ra khoảng trống. Thôi, ba bóng đi lên trời. Quá đáng tiếc cho cười vừa rồi của U23 Malaysia. Bin Maslan, sự thay đổi người đầu tiên của huấn luyện viên Brad Maloney, vừa rồi đã thực hiện một tình huống dứt điểm có thể nói là rất đáng tiếc. Đầy đủ thời gian vào thế dứt điểm, ngắm nghía và sau đó sút bóng đi ra bên ngoài khung thành. Chúng ta có thể thấy và anh Quý Lâm có thể thấy là sau khi để cho các cầu thủ U23 Malaysia quân bị tỷ số thì toàn bộ đội hình của U23 Thái Lan đã dâng cao, thì điều đó đã có khoảng trống cho các cầu thủ U23 Malaysia tổ chức tấn công, nhưng những chất lượng đường truyền và những chất lượng phản ứng cuối cùng cần chúng sáng cao hơn nữa. Dâng cao đội hình đòi hỏi tuyến tiền vệ và đội hình của các thủ U23 Thái Lan phải phát sinh tốt và kiểm soát bóng rất tốt thì họ mới có thể tổ chức tấn công được về phía khung thành của đội tuyển U23 Malaysia. Tiếp tục là một cơ hội nữa, bóng được nhả ngược lại tuyến hai. Nhưng đó là lỗi việt vị trước đó. Abdul Razak được đưa vào sân với ý đồ tăng cường và thay đổi trong tấn công của U23 Malaysia. Hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Khống chế bóng và chủ động ngã để chờ đợi vào một tiếng còi thổi phạt 11m. Có vẻ như đây lại là một pha bóng mà trợ lý trọng tài Karayev đã quan sát hơi chậm. Khó khăn là điều đã được dự đoán từ trước với U23 Thái Lan sau chiếc thẻ đỏ của Kemby. Thái Lan sẽ có hai sự thay đổi người nữa. Những người sẽ vào sân là Advan Dulo và Korawik. Một tiền vệ và một tiền đạo sẽ được sử dụng trong những phút còn lại. Sự thay đổi cho những nhân tố trên hàng tấn công có lẽ là cũng đã mất sức khá nhiều khi phải di chuyển rộng hơn, nhiều hơn trong bối cảnh Thái Lan thi đấu thiếu người. Có lẽ là ông Polking sẽ rút Voracek ra khỏi sân. Có thể khi mà ông đang hướng tới tấn công, không phải là phòng thủ, và khi các thủ người và Malaysia đã tổ chức tấn công và sự thay đổi người của các thủ Voracek rời sân. Đúng là như vậy. Korawik được sử dụng để thay thế cho số 10. Trong trận đấu này thì Voracek không có dấu ấn nào đậm nét cả. Cầu thủ trên 23 tuổi này vẫn chưa dẫn dắt với các bạn đàn em. Do vậy là việc quyết định thay ra là điều đương nhiên. Hãy
tục sẽ là một tình huống nằm sân của cầu thủ U23 Thái Lan. Cảm giác như là những cái tên mới của U23 Malaysia như là Jun Ho hay là cầu thủ áo số 9 Abdul Razak chưa có được cảm giác trong những tình huống xử lý tốt nhất. Một trận đấu mà rất nhiều chuyên gia, ban huấn luyện của các đội bóng tham dự tại SEA Games 31 đều đang theo dõi rất kỹ trên khán đài của sân Thiên Trường là đội huấn luyện của Campuchia, cùng với đó là ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam. Những trợ lý cũng đã có mặt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có thể những suy tư của huấn luyện viên Bôn Kinh, có lẽ là ông đã đưa ra những phương án tấn công và dâng cao đội hình chứ không phải phòng thủ khi mà đội bóng đang dẫn trước ở thời điểm này đang là 1-0. Anh Quý Lạc có thể nhận thấy trận đấu đang diễn ra hấp dẫn khi mà đội tuyển U23 Thái Lan dâng cao. Đây là ông Gong Yeo-kun, huấn luyện viên của đội tuyển U23 Việt Nam sau khi SEA Games kết thúc. Và trên khán đài có trợ lý Lưu Danh Minh đang nhìn rất kỹ trận đấu ngày hôm nay. Đó là những tư liệu để chúng ta có thể phân tích về những đối thủ ở phía trước của đội tuyển U23 Việt Nam. Abdul Razak, đã bước sang phút thứ 75, số đang là 1-0. Cả hai cầu thủ đã ghi bàn cho tới thời này đều đã rời sân. Việt vị. Đã có những phương án dâng cao đội hình và pressing tốt hơn của đội tuyển U23 Thái Lan, nhưng chất lượng đường truyền của họ thì lại chưa cao. Với việc thi đấu thiếu người, đòi hỏi tuyến tiền vệ của U23 Thái Lan cần phải kiểm soát bóng thật sự tốt và thoát pressing tốt nếu như họ muốn tổ chức tấn công về phía khung thành của đội tuyển U23 Malaysia. Đây là một trận đấu đầy nỗ lực của U23 Malaysia. Họ thi đấu với cường độ cao và cho tới thời điểm này thì có khá nhiều những cầu thủ đã gặp chấn thương. Bây giờ tới lượt Bin Samsudin. Trước đó thì một cầu thủ của U23 Malaysia đã phải tới thẳng bệnh viện để kiểm tra chấn thương của mình. Đó là Bin Basa, người đã khiến cho Jonathan Kennedy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thái Lan không muốn chơi thì phòng ngự thụ động ở những phút cuối. Họ chấp nhận bảo hiểm. Yakin, Việt vị. Samsudin sẽ rời sân. Fikri Bin Aza, đó là sự thay đổi người tiếp theo của ông Brad Meloni. Mỗi bên đã thay 5 cầu thủ. Chính xác hơn, những pha phối hợp như vậy để xé vỡ hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Thái Lan.
chất lượng những đường chuyền và chất lượng những pha phối hợp của các cầu thủ U23 Malaysia cần cải thiện hơn nữa. Có những thời điểm các cầu thủ U23 Thái Lan họ dâng cao đội hình thì đội tuyển Malaysia họ cần phải tận dụng tốt những tình huống pressing và sau đó là có nhiều khoảng trống bên phần sân của đối thủ để tấn công. Khi mà các cầu thủ U23 Thái Lan đang tạo ra hai lớp phòng ngự ở sân nhà thì các cầu thủ U23 Malaysia cần phải bình tĩnh hơn và đưa bóng được chuyển nhiều ra biên để tổ chức tấn công. Nhưng họ cần phải giải trừ những pha phản công của các cầu thủ đội tuyển U23 Thái Lan. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ U23 Thái Lan. Cần phải có tình huống đưa bóng nhanh lên phía trên. Đúng là như vậy, chiếm khoảng trống. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi xem các cầu thủ Malaysia làm gì. Không được. Pha khống chế đầu tiên là không tốt rồi. Đó là pha khống chế của Bin Aza. Nhưng bóng vẫn trong chân các cầu thủ U23 Malaysia. Đã có tình huống trong biên rất hay. Đường chuyền vào. Và xử lý hơi chậm. Dứt điểm. Toàn bộ đội hình của các cầu thủ U23 Malaysia đã ở bên phần sân của U23 Thái Lan nhưng họ đã để mất bóng rồi. Áp sát rất nhanh. Cũng là những đường chuyền cuối cùng cần phải chính xác, thật chính xác hơn nữa. Đã có những phương án tấn công và pressing tốt rồi. Nếu như các cầu thủ U23 Malaysia muốn có bàn thắng thứ hai, quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Đã có khoảng trống bên phần sân của đội tuyển U23 Thái Lan nhưng các cầu thủ U23 Malaysia không tận dụng được. Bây giờ là phút thứ 81 của trận đấu rồi, kết quả vẫn đang là 1-1. Nếu như có kết quả hòa trong trận đấu này sẽ là một trận hòa coi như là đáng tiếc đối với các cầu thủ U23 Malaysia. Họ đã có một khoảng thời gian ở trong hiệp 2 và thi đấu hơn người nhưng vẫn không thể tận dụng được. Trong tình cảnh thi đấu thiếu người đang tiến dần tới một điểm. Và những toan tính của ông Mano Polkin cho thấy là những phút cuối họ hoàn toàn vẫn có khả năng để tạo ra những sự bất ngờ với những pha lên bóng của mình khi đưa vào sân những cầu thủ rất khỏe. Còn đã khá tốt đấy đâu. Người tạt bóng cũng tốt và người không chiến dứt điểm cũng không tồi một chút nào. Thiếu đi một chút nữa để trở thành bàn thắng cho U23 Malaysia. Pha dứt điểm của Abdul Razak. Tranh chấp giành lại quyền kiểm soát và hãy cùng xem lại chất lượng của quả tạt này. Đúng là rất hay. Một pha bất cao có đường trên không của Abdul Razak. Bóng chỉ đi cao hơn khung thành của Cao Win một chút thôi. Malaysia rất muốn có 3 điểm ở trận này. Bởi đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ có thể đạt được điều đó. Với một đối thủ U23 Thái Lan đang phải thi đấu thiếu người. Bồn đơn độc trước 3 cầu thủ áo vàng. Với một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc, những trận đấu như thế này thực sự là rất mất sức với đội hình chính của U23 Thái Lan.
tấn công mà lực lượng của U23 Thái Lan nên hỗ trợ là rất ít. Và bây giờ là đợt tấn công của các cầu thủ U23 Malaysia, cần nhiều những phương án tấn công biên và tấn công đánh trung lộ và những pha tạt bóng chính xác. Ở tình huống trước đó thì các cầu thủ U23 Malaysia mới có thể tạo ra được bất ngờ và có thể có bàn thắng thứ hai. Nhưng chất lượng cầu thủ của Malaysia vẫn không vượt trội hơn hẳn là bao nhiêu so với các cầu thủ U23 Thái Lan. Malaysia cần có nhiều phương án tấn công nữa. Những phương án tấn công ngoài biên là khá tốt, nhưng nếu tấn công nhiều sẽ bị bắt bài. Và bây giờ là đợt tấn công của các cầu thủ U23 Thái Lan, nhưng tình huống giành lại bóng và chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của các cầu thủ Malaysia. Trong biên, chất lượng đường truyền là quá tồi, pha phối hợp là khá tốt rồi. Pressing tốt, anh Long có thể thấy tôi hơi buồn trong những pha chuyển bóng cuối cùng của đội tuyển U23 Malaysia. Đó là điều đã được thể hiện trong phần lớn thời gian thi đấu của trận đấu ngày hôm nay. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Malaysia là 54%. Cũng dễ hiểu bởi họ được chơi hơn người trong toàn bộ thời gian thi đấu của hiệp 2. Những phút cuối và U23 Thái Lan đang không đưa được bóng lên phía trên. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Phút thứ 86 của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Tỷ số đang là 1-1. Ngày hôm qua, các trận đấu trong khuôn khổ bảng A đều có những kết quả thắng thua. Còn ngày hôm nay thì hai trận đấu cho tới thời điểm này ở bảng B đang có những kết quả hòa. U23 Singapore và U23 Lào đã hòa nhau với tỷ số 2-2. Trong đó có một bàn thắng của U23 Singapore được ghi ở những giây bù giờ cuối cùng. Bảng B đang tạo nên kịch tính cho tới những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu. Và ở trận đấu này, phía trước còn rất ít thời gian, nhưng cũng không phải là không có những cơ hội để tạo ra những dấu ấn. Quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Bin Mahdi. Một lần nữa thì bóng không vượt qua được hàng rào. Cảm giác là U23 Malaysia đang hơi vội vàng trong những pha xử lý cuối cùng quan trọng nhất của họ. Họ đang nôn nóng muốn có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày thi đấu hôm nay khi đang được thi đấu hơn người. Đó là bản lĩnh đang thiếu của các cầu thủ trẻ của Malaysia và các cầu thủ trẻ toàn bộ các đội bóng. Họ luôn luôn có những pha tấn công vội vàng và những đường truyền thiếu chất lượng. Nếu như cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thì họ sẽ là nót hơn và sẽ thực hiện tốt hơn. Đã có những phương án tấn công pressing tốt và giành lại bóng và chuyển đổi, nhưng chất lượng đường truyền để chiếm khoảng trống bên phía phần sân của U23 Thái Lan, của đội tuyển U23 Malaysia thật sự là quá tệ. Và dù vậy thì đây mới chỉ là những phút thi đấu, trận thi đấu đầu tiên khi các đội bóng đã bắt đầu vào nhịp thì tôi kỳ vọng vào một chất lượng chung tốt hơn. Bởi khi các đối thủ mạnh lên thì chúng ta cũng sẽ có những trận cầu chất lượng hơn. Sút bóng, không vào. Đó là cơ hội dành cho Korawik. Và đó là những bất ngờ mà Thái Lan có thể tạo ra với những toàn tính của ông Polking trong những phút cuối. Hãy cùng xem lại pha dứt điểm của Korawik. Đúng là cần phải nhanh và quyết đoán như vậy.
Phút thứ 89 trên sân vận động Thiên Trường. Tỷ số vào lúc này đang là 1-0. Tôi có cảm giác ở mùa giải năm nay khi các thủ U23 Thái Lan họ thi đấu thiếu người, nhưng cái chất mà U23 Thái Lan mà chúng ta thường gặp đó là kiểm soát bóng và những đường truyền thì họ ở lứa này đang thiếu, thật sự đang thiếu, không có quá nhiều những pha bóng để họ thoát pressing. Và thực tế thì tôi cũng kỳ vọng nhiều hơn từ những cái tên trên 23 tuổi của U23 Thái Lan, đặc biệt là trong những thế trận khó khăn như thế này. Trận đấu trên sân vận động Thiên Trường, lượt trận đầu tiên vòng bảng môn bóng đá nam bảng B giữa hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia đang có kết quả 1-1, và thời gian thi đấu chính thức cũng đã hết. Trước mắt chúng ta sẽ là những phút đá bù giờ. Đá bù giờ. Malaysia không muốn chấp nhận một kết quả như thế này. Họ đứng trước một cơ hội tốt nhất, nhưng Thái Lan hoàn toàn có thể tăng tốc. Cơ hội là tiềm ẩn những sự bất ngờ với những pha lên bóng của U23 Thái Lan. Bây giờ sẽ là câu trả lời của U23 Malaysia. Phía trong là Abdul Razak. Tiếp tục qua người. Cơ vào. Vừa rồi là pha phối hợp của những cầu thủ đã vào sân thay người ở hiệp 2, Bin Ismail và Abdul Razak. Động tác giả của Bin Ismail rất khéo. Một tiếng vặn sườn hậu vệ đối phương. Ở phía trong thì các trung vệ của U23 Thái Lan vẫn đang vững chắc trong những phút bù giờ. Sẽ là quả đá phạt góc của đội trưởng Bin Mahadi. Không được. Mặc dù thủ môn của U23 Thái Lan là Kawin vừa rồi đã chọn điểm rơi không tốt, nhưng phía trong thì bốn cầu thủ áo vàng không thể làm được gì. Đó là sự nôn nóng. Đội trưởng của U23 Malaysia phải nhận một chiếc thẻ vàng. Đúng là như vậy. Họ đang vội vàng và đang muốn coi là ăn tươi nuốt sống cầu thủ U23 Thái Lan, nhưng họ cần phải điềm tĩnh hơn. Nếu như đây là một kết quả hòa, thật sự là một kết quả hòa đáng tiếc cho đội tuyển U23 Malaysia. Họ đã không tận dụng được lợi thế hơn người. Tình huống triển khai tấn công của các cầu thủ U23 Thái Lan. Đối với U23 Thái Lan, một kết quả hòa trong trận đấu này là cũng thành công rồi. Chuyển dài lên phía trên là con đường ngắn nhất để hướng tới khung thành đối phương, nhưng cũng là giải pháp bế tắc nhất của U23 Malaysia vì thời gian không còn nhiều nữa. Hết sức nhịp nhàng,
trên của Malaysia là Abdulrazak. Cần có nhiều hơn sự hỗ trợ. Ismail, Ismail. Cơi, cơ vào. Vẫn đang là cầu thủ đội bóng Malaysia vào. Đó là sự bùng nổ. Đó là sự bùng nổ khi U23 Malaysia sẽ có được 3 điểm trọn vẹn. Không thể tin được với những phút bù giờ trên sân Đồng Thiên Trường ngày hôm nay. Ánh mắt thẫn thờ của ông Manu Polking. Một điểm đã đến rất gần rồi. Không thể tin được U23 Malaysia sẽ có thắng lợi đầu tay ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. Và họ vượt qua U23 Thái Lan ở một trạng thái lội ngược dòng. Sự thay đổi người thứ 5 của ông Ratmaloni. Bin Azar là người đã ghi bàn thắng quyết định vừa rồi. Bởi đó chắc chắn sẽ là bàn thắng mang về 3 điểm trọn vẹn. Không còn thời gian cho Kawin và đồng đội có thể làm được gì nữa. 4 phút đá bù giờ và họ để thủng lưới ở phút đá bù giờ thứ 4. Nhịp thở dốc của các cầu thủ U23 Thái Lan, họ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực cho hiệp 2 trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người. Hãy cùng xem lại đường chuyền của Bin Ismail. Hai tình huống dứt điểm. Các hậu vệ của U23 Thái Lan làm tất cả. Họ đã lăn xả rồi nhưng cũng không thể ngăn cản được bàn thua. Thực sự là thú vị. Khi thời gian còn nhiều, chúng ta không thấy cầu thủ U23 Malaysia có những pha xử lý bình tĩnh như vừa rồi của Bin Azar. Hãy cùng xem lại pha xử lý của Bin Ismail. Và đó là bàn thắng quyết định. Hai trận đấu ngày hôm nay trên sân Đồng Thiên Trường đều có những bàn thắng ở những khoảnh khắc quyết định như thế này. Và đó là sự thú vị và hấp dẫn của bóng đá. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên và U23 Malaysia lội ngược dòng, vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 2-1.